bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video để mài lưới cưa nhé. Lưới cưa đĩa cho máy Lipso và các cái dòng máy cưa đĩa bằng con máy mài mini này này nhé. Đấy thì cái lưới này này các bạn phải mài thật chuẩn thì cắt nó mới ngọt được, nó mới chuẩn được. Đây, quay cái xả cho anh. Đây, tôi tháo lưới ra nhá. Cái lưới này của nó là nó thân trái thân phải. Mọi người mài là lưu ý nhá. Máy lưới này là lưới trái lưới phải này. Cái này lưới phải này, lưới trái này, lưới phải lưới trái này. Mài là phải cách nhau 1 3 5 7 nhá. Rồi sau úp lại mài tiếp. Ok chưa? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách để mài một vế đá. Lắp vào này. Đấy. Lắp vào này thì cái bạc này của nó này, nó lắp hơi lỏng thì mình để cân giữa một tí cho nó chuẩn nhá. Rồi, lắp lại vào. Máy này hình như là máy của Trung Quốc đấy, nhưng mà nó cũng làm được, làm tạm được. Đó. Mình đầu tư nó đỡ chi phí đi. Rồi. Khi mài cái này thì lưu ý này, quay cho này, sát vào nhà cho anh. Được chưa? Cái góc của nó này, nó phải sát vào lưỡi này. Được chưa? Góc cắt nhá. Quay ra các bạn xem này. Của nó là cắt, nó là góc này là nghiêng không phải là thẳng nhá. Đó, nghiêng, nó nghiêng đúng không? Thì mình phải đánh đá để nó đá mặt đá này, cái mặt trong đá này. Nó phải im sát vào cái lưỡi này thì nó mới đúng chuẩn góc nhá, cắt mới ngon nhá. Còn nhiều người cứ mài thẳng là hỏng hết lưỡi. Thấy chưa? Đó. Bây giờ tôi mài thử nhá, cái này tôi chỉnh rồi. Thì sẽ có một đoạn video để hướng dẫn cách để chỉnh con máy này bây giờ chỉnh chuẩn rồi. Bây giờ mài các bạn xem nhá. Đây qua đây, nhìn này. Cái mặt nó im chưa? Đấy, rất im rồi. Đấy, có cái sát bên này. Đấy, phóng to lên. Đúng không? Đấy. Nó phải im vào cái đá này, ôm vào đá thế này này thì mài nó mới chuẩn góc, được chưa? Rồi. Bây giờ mài thử cho các bạn xem nhá. Đây, lưới này cứ quay lên thôi. Còn mấy cái cữ chỗ này bỏ, tốt nhất là bỏ đi. Ok, xa xa là gì? Bỏ cái này đi, nó dễ làm. Máy người ta làm, người ta thiết kế kèm theo nhưng mà không cần đâu, không cần thiết đâu. Bật máy nhá. Nước này tôi chưa đổ nước. Cái máy thô rồi đã, thấy chưa? Đây, mài lưu ý này. Các bạn cứ mài thử một miếng nhá, rồi nhìn mặt này. Nhìn góc của nó này. Xem bám đều hay không? Nếu không bám đều thì bắt tiếp tục mình chỉnh. Dạ, như con này của mình là đã bám hơi khá đều đấy. Đây, tôi mài các bạn xem nhé. Không cần mài nhiều đâu, gọi là rửa lưỡi thôi. Nhá, mài nhiều là hết cả ok này. Góc lưới này bây giờ đến lưới này. Rồi. Rất đơn giản đúng không? Hai lưới này, ba lưới này. Rồi, nó ôm rất đều này. Cái lưới này nó phải ôm sát vào cái mặt này của nó. Chỉ có mài cái đó thôi. Nhiều người về cứ mài góc này không phải này nhá. Mài góc trước này là cắt là ok rồi nhá. Mài góc trước này hỏng cái lưỡi. Đó. Tiếp tục quay này. Cái lưới này tôi mài chỉ rơi vào tầm 3-4 phút thôi là một vế rồi, rất nhanh. Đó. Đó. Giờ đó, cứ mài rửa này thôi, rất nhẹ nhàng. Đó. Đó. Đây, ok chưa? Đấy, sáng choang rồi đấy. Mặt rất sáng này, rất sắc đúng không? Góc này cũng thế này. Đây. Tức là bây giờ mới một vế nhá, còn vế còn lại thì từ đánh đá nhá. Ok. Đó. Để tháo lưới ra xem này. Rồi. Cái góc vừa mài này. Giờ đây, là sáng choang này. Giờ góc này chưa mài này, góc này mài rồi này, chưa mài này, mài rồi này. Đấy, vế trái vế phải. Nhá, lưu ý hết sức nhá. Mài nếu mà mài một góc cả là không cắt được đâu nhá. Ok. Còn bạn nào dùng máy của Đăng Thao mà cần tư vấn để mài lưới này thì liên hệ đến Văn Kiều nhá, kỹ thuật của Đăng Thao để tư vấn nhá. Máy này là máy của Đài Loan Trung Quốc. Còn bạn nào mà dùng máy hiện đại hơn thì nó dễ nhưng mà nhiều tiền thì mình đầu tư những máy này mình làm cũng được nhá các bạn nhá. Các bạn.